Vú, sao vú không ra ngoài mua, sao vú làm chi cho cực vậy? Cậu chủ á, thích ăn á shop Masada của vú làm. Mà vú nè, bộ cậu chủ này hay thích la người ta lắm hả vú? Không đâu, có đôi lúc thì cậu làm thinh không nói gì hết. Vú ơi, cậu chủ... Vú biết, con lo lắng lắm, nhưng không sao đâu. Dù cậu chủ có thế nào đi nữa, cũng không làm hại gì con đâu. Mà nếu cậu chủ có xúc phạm đến con quá đáng á, thì con cứ việc nghỉ, không sao đâu. Nhưng vú hy vọng rằng á, con không giống như những người trước. Nhưng mà vú ơi, cậu chủ... Một lát con lên gặp sẽ biết. Có gì đâu mà phải sợ chứ. Anh ta cũng là người chứ đâu phải là thú dữ gì đâu. Mà anh ta cũng đâu có bị điên khùng gì, đâu có làm gì được mình đâu. Cậu chủ ơi, tôi mang đồ ăn vô nha. Cậu chủ ơi, tôi mang đồ ăn vô được không? Ai chưa vô phòng tôi vậy? Ra ngoài. Thưa cậu chủ, tôi mang cơm lên cho cậu. Tôi không phải kẻ ở tù đâu mà đem cơm cho tôi. Không ăn gì hết, đi ra ngoài. Cậu ráng ăn một chút đi. Nếu cậu mà như vậy là chủ lo lắng lắm á. Cô là ai vậy? Cô là cái thá gì vô đây nói tôi nói luôn vậy? Đi ra ngoài. Ra ngoài. Tôi là Nhã Khanh, tôi là người làm tới đây giúp việc cho nhà cậu. Cô là ai mà kể cô? Cô làm gì kể cô? Tôi không cần biết. Cô chỉ cần ra khỏi phòng tôi thôi. Đi. Nhưng mà bà chủ đã giao nhiệm vụ cho tôi là phải chăm sóc cho cậu. Khổ quá. Tôi không cần cô chăm sóc. Tôi không cần ai hết á. Cô đi ra khỏi phòng tôi đi. Tôi xin cậu đừng có đuổi tôi mà. Bà chủ giao trách nhiệm cho tôi là phải lo cho cậu ăn uống. Nếu mà cậu chưa ăn xong á thì tôi không có được ra ngoài. Còn nếu như cậu muốn tôi ra ngoài á thì cậu làm ơn cậu ngồi dậy cậu ăn cơm đi. Hay là tôi đỡ cậu ngồi dậy ăn cơm nha. Sao cô lì quá vậy? Đi, đi ra, đi. Tại sao tôi nói mà cô không nghe? Cô không có lòng tự trọng hả? Mấy ngày hôm nay tôi đã quá phiền toái với những người mặc dày giống như cô rồi. Cô đi ra ngoài đi. Hay là cô cần tiền? Vậy thì mỗi ngày á, cô đem cơm rồi để đây nè, rồi đi ra ngoài. Tôi ăn hay không á, mặc kệ tôi. Cô nghe rõ chưa? Nếu ba mẹ tôi không trả tiền, tôi trả tiền. Anh nói xong chưa? Anh nói xong rồi thì đến lượt tôi nói. Tôi không phải là người không có lòng tự trọng như anh nghĩ đâu. Chính vì có lòng tự trọng nên tôi mới đến đây làm người giúp việc, đi phục vụ cho một kẻ không ra gì như anh đó. Là vì chúng tôi nghèo, chúng tôi nghèo nên mới đi ở đợi cho gia đình anh, chứ không phải là chúng tôi không có lòng tự trọng. Tôi nói cho anh biết nha, con người của anh á bắt tôi đứng gần hầu hạ là một cực hình, anh biết chưa? Anh đừng có tưởng á là người ta thích đứng gần anh lắm. Cô nói giống như cô là kẻ đáng thương lắm hả? Tôi nè, tôi mới là kẻ đáng thương nè. Tôi còn nói tôi là kẻ đáng thương, nhưng mà còn anh, anh không có điểm nào là đáng thương, đáng thương hại hết á. Có thương hại hay không á là gia đình của anh kìa, là mẹ anh, là chị anh. Họ đâu có làm cái gì tổn hại tới anh đâu. Mà bây giờ họ sống không yên ổn với cái tính hay điên khùng của anh đó. Ủa Vũ, cho Vũ đau mà Vũ đem lên đây làm chi?
Vũ biết là cái chân Vũ đau, nhưng mà người ta đem lên cho con thì con hất đổ hết à. Thì Vũ phải đứt thân mang lên đây cho con ăn. Con nể nang Vũ, ăn giùm Vũ đi con. Con hãy về cho Vũ. Con hỏi ai? Thì cái cô hồi nãy mang đồ ăn lên cho con đó. Ờ, chưa. Ngồi khóc ở dưới á. Tội nghiệp quá. Người ta hiền lành vậy á, mà sao con cứ chửi mắng cổ vậy, sao cổ chịu nổi. Vũ nói ai hiền lành? Ai chửi ai? Đành rằng là con chửi cô ấy. Nhưng mà đâu có bằng cô ấy chửi con đâu. Ừ? Cô ấy chửi con? À. À thôi, con ăn cơm đi. Ủa Vũ, cô ấy còn ngồi dưới hả Vũ? Con muốn làm gì người ta nữa? Người ta đã xin nghỉ rồi. Đợi bà chủ về người ta đi liền thôi. Con cứ yên tâm đi. Ủa, Vũ hôm nay cho con ăn món gì vậy? Ừ, thì Vũ nấu canh dưa leo với lại sườn ram. Con thích đó. Ủa, nước mắm hôm nay sao không có ớt vậy hả Vũ? Từ trước tới giờ Vũ có thấy con ăn ớt đâu. Tại vì hôm nay con thèm ớt. Vũ lấy ớt cho con nha. Con ăn ớt hả? Dạ. Ừ, để Vũ xuống Vũ lấy liền cho con nghe. Dạ. À Vũ, Vũ ơi. Tại vì chân của Vũ đau á, Vũ lên đây không có tiện đâu. Vũ lấy ớt rồi Vũ kêu cô ấy mang lên cho con là được rồi. Ừ. Để Vũ kêu cô ấy đem lên cho con. Nhưng mà con nhớ là con không được chửi mắng người ta nữa nghe không? Ừ. Nó sợ mình lên xuống cực khổ, kêu cô bé nó đem lên. Vũ già rồi, Vũ hiểu hết á. Cô làm gì vậy? Tại Vũ nhờ tôi đem ớt lên cho cậu. Tại chân Vũ đau, Vũ đi không nổi. Xong việc rồi, tôi xin phép. Cảm ơn. Không có gì. Cô. Cô không giúp tôi ăn cơm sao? Cậu nói sao? Cậu không đuổi tôi nữa hả? Thì tại tôi muốn ăn. Vậy tôi sẽ giúp cậu. Cô ngồi xuống đi. Dạ thôi, tôi không dám ngồi ngang hàng với chủ đâu. Ngồi đi. Dù sao tôi cũng cao hơn cô mà. Hả? Tôi không ăn ớt. Sao lúc nãy anh nói bà Vũ mang ớt lên? Thì lúc nãy tôi muốn ăn, bây giờ không muốn ăn nữa. Bà chủ ơi, cô Đức Hiền ơi, may mắn đến với nhà mình rồi. Có chuyện gì vậy Vũ? Cậu Đức Trọng chịu ăn rồi. Quá. Chịu con bé người làm cho ăn uống trên lầu á. Ôi, thiệt vậy hả Vũ? Dạ. Thôi, để tôi lên coi sao ha. Thôi mẹ, con nghĩ là mẹ cứ để cho nó yên một mình đi. Nhiều khi mẹ lên, nó lại giở chứng điên lên, mất công lắm mẹ. Cũng đúng. Vũ, dạ. Vũ cho tôi xin ly nước lọc đi Vũ. Dạ. Con mừng quá. Con tạ ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật đã ban cho gia đình con bé đó. Con ơi, dạ. Mẹ mừng quá. Con cũng mừng nữa mẹ. Để mẹ điện thoại cho ba mừng nữa chứ. Mẹ, mẹ để con gọi cho. Con điện đi. Alo, ba hả? Ba ơi, con báo cho ba một tin vui nè. Không phải, sai rồi. Con mà nói ra thế nào ba cũng ngạc nhiên. Cậu quý tử của ba đã bị cô bé người làm mới khuất phục rồi đó. Dạ, dạ, con biết rồi, dạ con chào ba. Ông nói sao? Bà vui lắm mẹ, bà nói là bà sẽ về liền đó. Về liền. Cảm ơn cậu, xin phép cậu tôi xuống nhà. Cô. Cậu có chuyện gì căn dặn? Lát nữa, cô mang thuốc lên cho tôi uống, sẵn đây dọn dẹp phòng tôi luôn. Dạ. Cô. Còn chuyện gì nữa hả cậu chủ?
Không. Mà có. Cậu nói sao tôi không hiểu gì hết. Tôi muốn biết là ngày mai cô có tới đây làm nữa không? Nếu cậu không làm khó tôi thì tôi vẫn làm ở đây, vì tôi cũng đang cần việc làm để kiếm tiền mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm cô sợ nữa đâu.